Phong xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Nhìn cái những thứ bày trên bàn như thế này có vẻ như là không có gì liên quan đến cà phê mình hết á. Các bạn thấy có kỳ lạ không? Và hôm nay một câu chuyện rất là hay, Long muốn chia sẻ với các bạn về cà phê nha bạn, cũng về cà phê. Long chỉ chia sẻ về cà phê thôi. Các bạn nhìn thấy trên cái bàn không, có cái dĩa ăn dao muỗng nĩa. Các bạn sẽ thắc mắc là hôm nay uống cà phê mà tại sao sử dụng bày biện như thế này, giống như là trong nhà hàng. Các bạn biết không, quay trở lại chút xíu, Long có cái may mắn là được sinh ra trong một gia đình không có gì là khá giả lắm, cho nên là cái thời mà thời sinh viên đó là một cái thời kỳ mà Long cảm thấy rất là vui, bởi vì có được rất là nhiều cái trải nghiệm. Cái thời kỳ đó vừa đi học, vừa là sinh viên đi học, và làm thêm trong những cái khách sạn và nhà hàng rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và chính vì vậy mình mới học được rất là nhiều cái cách, gọi là cái phong cách lịch lãm, cái cách thức ăn uống, chứ không phải có tiền mình vô nhà hàng mình gọi món ra mình ăn. Thì nếu mình chưa biết được cái phong thái ăn uống thì chắc chắn một điều sẽ rất là sai sót, bởi vì rằng là mình mặc dù mình có tiền đó, nhưng mình ăn uống không đúng cách thì khác chi là trượng dạ hoặc làm sang khi mà bước chân vào nhà hàng và vô tình để lại một cái ấn tượng, một cái hình ảnh rất là xấu về bản thân mình trong mắt người khác, đúng không các bạn? Đó, thì cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải hiểu, cho dù là cái nhỏ nhất, cho dù là một cái đơn giản nhất, đó là cái ăn, đó là cách ăn. Đó, ngay từ nhỏ ông bà mình dạy là học nói, học ăn, học nói, học gói, học mở, đó ông bà mình đã dạy thôi. Tuy nhiên ăn theo phong cách của nhà hàng, của Tây thì nó sẽ hơi khác. Và cà phê cũng vậy các bạn, cà phê phin mình uống có thể uống sao cũng được, nhưng với một tách espresso uống đúng theo phong cách Ý thì mình phải uống như thế nào cho nó đúng. Bởi vì khi mình vô nhà hàng, khi mình vô một cái quán cà phê rất là sang trọng, một tách espresso 100.000 mà mình cầm lên mình làm cái rót một cái như vậy thì nó đâu còn ra hệ thống gì, đúng không các bạn, đúng không các bạn? Và chính vì vậy mình uống, mình ăn, mình uống như thế nào cho nó đúng, mình uống, mình thưởng thức như thế nào rồi là cho nó đúng chuẩn. Tách espresso uống theo phong cách của người Ý nha các bạn. Rồi hôm nay Long cùng các bạn thử xem nó như thế nào, uống thưởng thức cách thức nó như thế nào cho thực sự đúng là phong cách Ý nha các bạn. Và bây giờ muốn uống ngon, muốn uống đúng thì mình phát âm cái món nước uống đó cho nó đúng ha. Espresso, espresso, espresso nha các bạn, chứ không phải espresso, espresso. Đó, phát âm cho nó đúng, đó là cái đầu tiên để mình thưởng thức cái tách espresso cho nó thật chuẩn ha, thật đúng. Rồi cái điều nữa đó là gì, thứ nữa là gì, cái tách để pha espresso đó các bạn, là bên Ý có hẳn cái học viện quốc gia về espresso nha các bạn. Ở trong đó Long có đọc được, người ta ghi rất rõ như thế này, các bạn đợi để Long đọc cho các bạn nghe nha. Đây, người ta ghi rất rõ như thế này. Ví dụ về chọn lựa tách nha, chọn lựa cái tách pha cà phê nha các bạn, chọn lựa cái tách thôi nha. Nè, cái tách đó là phải làm sao ha? It is a white china cup, china cup, free of any inside decoration, electrical insert, with capacity of 50 to 100 millimeter. Rồi, nôm na là như thế này. Đó là dạng tách sứ màu trắng hình tròn, và ở trong
là trơn, ở trong trắng trơn, ha, trắng trơn và không có trang trí bên trong. Vậy ví dụ như cái này nó không được nè, cái này trang trí bên trong nè, không được. Đó, trang trí bên trong. Và cái tách để sử dụng cho espresso nó sẽ có dung tích khoảng từ 50 tới 100 ml, 100 ml. Đó, Học viện Quốc gia của Ý họ viết rõ như vậy đó, họ có hẳn cái Học viện Quốc gia của Ý về espresso nha các bạn. Đó, thì ví dụ như cái tách này, một cái tách các bạn nhìn thấy cái miệng này rất là dày dặn. Rất là dày dặn. Và những cái tách như thế này đựng espresso rất là tốt, và các bạn nhớ cái dung tích đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cũng nói về cái tách, ví dụ những cái tách như thế này, ví dụ những cái tách như những cái ly thủy tinh như thế này, chắc chắn không thể nào để một cái shot espresso danh giá trong cái ly như thế này, thì nhìn chắc chắn nó sẽ mất đi giá trị. Những cái ly mà có góc cạnh như thế này chắc chắn bỏ, mình không, mình ngày muốn mình chú ý, ví dụ trong quán cũng vậy, mình không sử dụng. Xin lỗi các bạn, mình không sử dụng ha. Và ví dụ đây là một cái bộ thưởng thức espresso theo phong cách Ý ha, một cái bánh nhỏ, bánh ngọt nhỏ, một viên đường và một tách espresso cho một ngày mới. Thì hồi nãy Long có chia sẻ các bạn cách thức chọn cái ly uống là như thế nào, và mai mốt khi các bạn đi cái quán ABC đó, nếu cái ly nó không phù hợp, nó giống hình dạng như Long vừa mô tả không phù hợp đẩy ra bên ngoài, thì các bạn đã biết được cho mình là cái ly phải như thế nào mới đúng ha. Và đặc biệt cái ly này thì hơi lớn, cái ly này chủ để pha ví dụ latte mình nó hơi lớn một chút xíu ha. Ly espresso thì nó sẽ nhỏ hơn ha, nó sẽ nhỏ hơn, nó không có dày dữ như vậy ha các bạn ha. Đó. Đây nhà có cái ly này mang ra làm demo cho các bạn thôi. Rồi các bạn nhớ cái dung tích là 50 tới 100 ml thì thực sự nó chỉ cao, nó nhỏ có vậy thôi cho một shot espresso ha. Đó. Rồi, đó là nói về cái ly, rồi cái cách thưởng thức nó sẽ như thế nào, một tách espresso mang ra. Và các bạn hình dung là theo lẽ thông thường, và thông thường mình là người Việt Nam như Long cũng thực sự thích một cái tách espresso khi mà mang ra cái lớp framer nó vàng óng, nó dày. Đặc biệt khi mình nhìn trong những cái ly mà thủy tinh á, thấy nó dày lên mình cảm thấy rất là thích thú. Nhưng đối với người Ý thì thực sự cái lớp framer nó không thực sự đáng giá các bạn. Tại vì họ nói rằng, và tại vì mình cũng biết rằng lớp framer đó chính là gì? Là khí CO2 kết hợp với cái tinh dầu ở trong cà phê. Cái chất béo ở trong hạt cà phê nó tạo ra cái màng như thế này. Và thực sự những người Ý thực sự họ uống họ sẽ làm một cái thao tác. Nhiều khi nhiều quá họ phải lấy bớt nó ra các bạn. Lấy bớt nó ra. Sau đó là sao? Sau đó sẽ quậy đều nhẹ lên. Khuấy nhẹ lên. Để làm chi? Để mà cho các cái hợp chất hòa tan trong cà phê cùng cái lớp rama được trộn đều với nhau. Đặc biệt là những cái hợp chất hòa tan nó nằm dưới đáy ly này, nằm dưới đáy ly này. Và nếu mình để vậy mình uống thì nó sẽ không hòa trộn đều. Đó, và khi mà hòa trộn đều như vậy đó thì họ sẽ đưa lên mũi, ngửi nhẹ, cảm nhận cái hương, cái mùi nhẹ nhàng của nó, rồi sau đó hớp từng hớp nhẹ và đặc biệt là những cái ly mà dày như này nó sẽ giữ ấm rất là tốt, hớp từng hớp nhẹ để mà cảm nhận cái ly tách espresso hoàn hảo nhấm thêm một ít bánh ngọt, miếng bánh ngọt. Tuy nhiên có nhiều bạn nói rằng uống như vậy chưa đúng cách đâu, tại vì espresso có nghĩa là phải uống nhanh, espresso là phải uống nhanh uống thật nhanh, mang ra cái vừa ngồi cái làm cái ực cái hết luôn. Thì thực sự điều đó chưa hoàn toàn hợp lý.
Bởi vì Long có nhiều người bạn ở nước ngoài, vì họ chia sẻ rằng thưởng thức từ từ để cảm nhận, cái hương, cái vị của nó hòa quyện, hòa trộn trong cái miệng, và nó chạy, và nó khi nó chạy dần xuống, nó đi dần xuống, mình cảm nhận được rồi cái hương, cái vị nó đang đi tới đâu, chứ còn espresso sở dĩ nó có cái tên đó bởi vì sao? Bởi vì trước đây người ta mất quá nhiều thời gian để pha một tách espresso, và cái người mà phát minh ra cái máy đó cũng vì để muốn tiết kiệm thời gian, để muốn năng suất lao động công nhân được tăng cao, không bị quá phí phạm bởi việc pha cà phê, thì họ làm ra cái máy đó để mà chi cái máy đó pha nhanh nhất, chứ không phải có nghĩa là espresso có nghĩa là uống nhanh nhất các bạn nha. Đó, và một tách espresso hoàn hảo đó là gì? Đó là hương, đó là vị. Một tách espresso hoàn hảo có nghĩa là không quá đắng các bạn, có cái vị ngọt của cà phê, vị đắng nhẹ, hậu vị, body đầy đủ dày dặn, body đầy đủ dày dặn, hương thơm đặc trưng cơ bản. Đó là một tách, chứ không phải là tách espresso quá đắng, quá khét, quá đậm đặc ha các bạn ha. Đó, Long hy vọng rằng với cái phần chia sẻ của Long hôm nay có thể giống như ngoài lề chút xíu, nhưng phần nào cùng với các bạn thưởng thức một tách espresso đúng nghĩa, tại vì các khâu, các công đoạn khác người ta đã làm rất tốt rồi. Tới cái khâu thưởng thức là cái khâu quan trọng nhất, là cái khâu mình cần phải học nhất, thì thực ra mọi người thường ít khi học, chỉ đặt lên miệng và uống. Đó, như vậy thì chắc chắn nó chưa hoàn hảo, đúng không các bạn? Đó, vì vậy các bạn hãy cố gắng mỗi ngày một chút mình học, mình lắng nghe một chút xíu, thì đó mình sẽ có điều kiện, sẽ có cách tiếp cận, sẽ được cơ hội thưởng thức những tách cà phê thật tuyệt vời. Các bạn nha. Rồi, chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời, đầy năng lượng và mạnh khỏe. Các bạn nha.